Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với vua cua. Lần này mình sẽ chơi cua tê dài thì mình cũng chưa có cua gì mới. Và đang đợi mũ hải tặc đấy. Lần này thì mình sẽ cho con cua tay dài đi làm hải tặc Monkey D. Luffy để một ngày nào đó làm vua hải tặc. Thôi mình sẽ bắt đầu luôn. Đào kho báu thì sẽ tiếp theo là quả kho báu họ sẽ cái phần đặc biệt luôn ạ, chả có gì hay lắm đâu. Đào kho báu nghe cũng hay phết. Vua à lộn, hải tặc chuẩn bị ra biển nào. Cua hiếm hơn có cấp độ cao hơn gì lưu trình mình lưu trong đám mây, trong trình đơn giản đã rồi. Thôi kệ, đến xong hải tặc lên đây, chúng mày cút ra cho hải tặc đi, không muốn mày cầm đao chém chết. Chúng mày cút ra cho hải tặc đi. Từ em xem nhiệm vụ cái các bạn ơi. Nhiệm vụ đạt 60% kích thước, ăn một ốc vàng hạ 4 cua cùng khổng lồ, kinh phết nhỉ. Ác này láo, dám đánh vua hải tặc à? Láo quét. Hạ 4 cua bùn khổng lồ chạy. Có con cua tác bên đình kìa, nhưng mà con đứng chả cần lắm các bạn ạ. Đệ của con Legendary kìa, giết đệ của Legendary. Nó đi đâu rồi? Vãi, chỉ chắc nó sợ mình rồi. Đệ của nó sợ mình rồi, đệ của bác. Túy quyền các bạn ơi, túy quyền hay quá. Cho vải chai. Ui, con này, mày nhận. Ui, chạy, nó quay tay. Chạy. Wow. Con còn chưa có tiền nên mình không quay tay, nó được phí skill rồi. Ôi, mày được đấy. Chú em được đấy, anh mà lớn lên phải bỏ chết luôn. Khỏi phải tha mạng cho gì hết. Đó con này. Mày thì làm sao cút đi. Khôn này là của vua hải tặc hiểu chưa? Đúng rồi. Sao bị con vua đá đánh tí chết đi này. Wow, chạy xúc xích. Cút không được lấy đồ của anh. Rồi. Ôi, vừa nãy có con ốc to vãi các bạn. Này thì ăn thịt của anh à. Láo nhờ, bọn cua này dạo này láo phim nhờ. Áo có người chơi kìa. Thôi kệ, tha cho nó sống. Đằng nào mình chả là vua này nhờ nè. Anh thằng vua như điểm. Ui, thằng vua 900.000 điểm. Vãi shit. Vậy bắt buộc mình phải giết thằng vua này các bạn ạ. Không, chứ mình không lên tới nổi đâu. Cao nhất mình chỉ có vài trăm nghìn điểm thôi. Thằng vua tới tận 900.000 điểm. Thế mới chết trời chứ. Rồi chú ghê đấy. Không thì chú đứng im ở đấy, đừng đi đâu cả. Để anh lên điểm anh gọi là gì cao điểm hơn cho một xem ấy. Rồi ơi, chưa gì đã top 17 được kìa. Dù mình lớn đến 49% rồi đấy. Wow, hai con đã ám bại nhuần. 2-1 không dùng què, nhưng mà anh ấy 2-1 anh cân đó. Đây này. Uầy, tay nó xuyên qua cả đá thế này mà không đánh con kia. Em chịu anh đi. Mày lấy đồ giữ cô bóng của anh à. Ra đao cho anh đi. Làm xúc xích đi này. Tết này không lo đói nữa rồi. Tết này không lo đói rồi. Hay quá. Cô tay dạy họ hàng à. Uầy. Chết. Ăn. Con này láo quét. Úi giời, thằng nào chứ tưởng to hơn thằng Thiên á. Úi giời. Con đấy chắc nếu là người chơi thì có khi nó đã 100% rồi sai rồi con ạ. Úi, chết. Này, ôi. Cua đi ổ, cua cầu vọng, sao nhiều cua cầu vọng. Chê nhẹ mù đi. Double kill. One hit, one kill luôn. Chỗ kia đang đánh nhau như kệ. Đã hít xong. Rồi. Lớn 60% kích thước, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đây là bãi cua cầu vồng của mình ạ. Rồi, anh sẽ diệt hết bãi này. Này, bãi. Quay tay này. Này,
nhờn nhờn à, cua cầu vồng, cua tay dài này à, mình vào xong mình đánh kệ ai mà đánh làm gì. Mình vừa thấy con cua dừa nó thoáng ở đây à, con tôm hùm giết tôm hùm nhờn như ai nhỉ. Uầy khỏe à, dùng một bay lên top 8 rồi má cháy phết không ạ. À đây này, nhiệm vụ giết 4 cua bùn khổng lồ, à kêu được một con đấy đúng không, chuẩn luôn á. À, sao để cho nó đánh à, này đánh ai rồi, cầu ước này à, được khiên nắp vung luôn các bạn ơi. Cua này à, kinh thế, lấy nắp vung ra bình thường nắp vung mình à, hay là để đậy nắp xong rồi giờ đậy không cho chúng nó ra à. Ông mày con sao căn cứ này tuổi tôm anh đang cầm dao cắt móng chân thể hiện à, dao cắt móng chân quay này, giết nó con rùa quay tay này, quay này, ôi cuối cùng nó chạy nó đấy à, chết rồi, nó đang cầm bao tay nó, tức thật các bạn ạ, nó đang cầm bao tay chứ không mình quất chết mượn rồi mày được chú được đấy, anh sẽ tìm bao tay quất luôn à, ui không thể thắng được hai con quỷ bắp đây luôn. Mình tưởng mình mạnh lắm rồi chứ. Thôi không sao, mình sẽ ra xử lý hai nốt con đấy luôn. Tại chúng nó đánh hội đồng thì đánh PVP với mình tuổi gì. Rồi Cua tuyết khổng lồ. Ui mình vẫn phát ngã luôn này. Ôi trời, để thôi, để mình từ từ thoạt tạm thời đi vào trong hang động à. Mày đúng không? Mấy chú ở đây? Mấy nhẫn nhờn ạ? Mày, này, nhiệm vụ! Hoàn thành nhiệm vụ các bạn ơi! Đã tiêu diệt được hai cua bùn và một thằng là người chơi. Một thằng là NPC. Không phải người ủ, có thằng vua kìa. Ok, chạy. Thằng vua nó ghê dữ lắm các bạn ạ. Mày cút đi, cút đó. Thằng này đánh đi, quả đấy mình thắng rồi nhưng mà à đâu, mình cũng lên top 5 rồi này. Trời, lớn nhanh thế nhỉ, dạo này lớn nhanh nhỉ. Này, nắp phun xong rồi à, nắp xong rồi à, anh hồi máu rồi. Chạy chưa, có con cua xanh dương ở đấy ơi. Mặc dù mình khỏe hơn nó nhiều, chỉ tha cho nó thôi, tạm thời tha à, để cho nó biết đâu là khi nào đủ lớn là mình chết mượn luôn. Chạy thôi, em không cút được anh đâu, anh cút đi, cút đi quay tay đấy, đừng có nhờn, tao quay tay đấy à, tao quay tay là hơi bị chất đấy. Ok, tô bồn mà con này dùng từ chiêu hít kẽ từng trưởng tao đúng không. Rồi có con xin mình kìa, chạy ăn thịt cái nào rồi, hở máu rồi. Con xin mình chạy trước, cầm đèn chạy trước ô tô. Thằng nào vào đây tao có chết, đừng đậm tao như tao là vua hải tặc của tao. Bây giờ tao chả thấy cái nào để chơi. Chạy hay quá, skill nó mạnh quá, nó sợ tao ạ. Chứ mình thực tế mình cũng chả đủ sức mạnh để đánh nhau với nó đâu. Còn đấy trâu khỏe lắm, giống cua bùn của nó trâu vãi shit luôn ạ. Thề luôn, lúc ấy mình xem thử xem chỉ số của bọn đấy rồi, khỏe vãi luôn đi, máu nó trâu rồi chứ sức tấn công à, đâu sức tấn công vẫn cao. Ôi gậy bóng chày, cao cầu thủ bóng chày đây à, mày cầu thủ bóng chày nổi tiếng đây. Thế nào qua đây mà dù anh đang được hoài tặc đây là cầu thủ bóng chày giải nghệ không đi à, anh bóng chày giữ gậy bóng chày làm kỷ niệm. Ôi, cuối cùng là đi làm hải tặc đi cướp đồ. Ui hòm hòm dương kho báu. Tưởng cái gì, tượng hòm dương kho báu à, đây mày ui mày nhờn với anh ạ, nhờn ui kinh quá chú, kinh quá, lao ngay vào trận đấu của anh. Đang đấu rất kịch liệt thì tự nhiên lao ngay vào trận đấu rồi. Okay, mình sẽ đập hòn ấy, chai đập hòn còn phải đây sao cắn móng tay của anh đâu. Đây rồi, nữa là định lấy mày này. Ok mình là thiếu máu rồi, mình bắt đầu máu chảy như nước rồi. Tìm thằng nào giết cái gã à, thật kìa, ngoài chạy đi đâu, giống của đấy nó chạy nhanh dữ lắm không nè.
Giống lý nó chạy nhanh kinh khủng lắm. Ơi, nên mình cũng chả đuổi nó làm gì, phí công tốn sức. Ơi rồi, cày điểm hơn là vua. Dùng 1, 2, 3 đến top 3 rồi. Nhiệm vụ hay quá. Nhiệm vụ giết được 3, 4 con bùn khổng lồ mà mình giết được 3 con bùn khổng lồ. Dùng sôi, dùng bàn tay thắng nó cũng được. Ý ra có nhiều được. Đây láo phép này. To phép này, to này. Này thì to. Quân đập bọn. Này á đồ á. Mày lấy kinh cắp đường bố này. Wow, á kinh cắp đường khỏe phết con ạ. Không phải dạng vừa với kinh cắp đường đâu. Đây anh có gậy chọc bánh xe này. Con cút. Mày nhận với anh à. Wow, hết gậy rồi. Ra đây lấy dao cái nào. Lấy dao, ra cho anh lấy dao. Không sao, không cần giết nó cũng được. Hoàn thành nhiệm vụ cái đã. Hoàn thành nhiệm vụ. Hạ gục 4 cua bụt khổng lồ. Con cầm khiên cắp từng cua đâu. Mày chạy đi đâu rồi? Chúng chạy đi đâu rồi? Chú sợ anh quá. Chỗ này có cái chai quý quyền. Uống rượu nhậu nhạc nào. Hai rồi. Một hit. Ôi là thơ. Đây tôi một. Một hit. One hit one kill. Úi trời, mình one bảo one hit one kill. Nhưng mà mình đánh tới đặt hai phát mới chết vãi. Rồi. Mày là cắt đừng cua đúng không? Rồi. Vừa đấy mày dám cầm khiến cắt đừng cua. Đánh anh cũng này thì đánh anh à. Ở chỗ này lẻ vắng quá, ít người quá. Rồi ra đây cho nó đông vui. Ơi mày đang đông quá. Đến đâu đâu. Hít kẽ thành trưởng các bạn ạ. Hay quá. Đi làm đầu bếp thôi. Chúng mày vào đây. Anh đang làm đầu bếp với này. Cua rồi. Ngắp từng cua. Chạy. Thôi cái hai mày đấy. Anh chỉ gọi là tham khảo xem chúng thợ té đáy là không thôi. Chưa đánh thì không đánh đâu mày à. Chúng chưa đủ tuổi ăn nữa. Không là gì cả. Không nào anh đi tìm thức ăn để nấu này à. Đây hôm nay sẽ có món nồi nhện siêu to khổng lồ. Đâu với con nhện siêu to khổng lồ đâu. Ra đây nhện. Đây mình sẽ trong này càn quét luôn đấy. Nhện càn quét được nhiều điểm lắm các bạn ơi. 100 một con nhện. Quá đỉnh. Wow. Được cái một tù tông mày. Thêm tim bố, thêm tim của bố, hay quá. Tưởng ngon hết. Chạy đi đâu. Đúng nó. Tôi dùng skill đóng băng mình các bạn ạ. Rồi. Chú được lắm. Đấu chú chết luôn rồi. Dám đóng băng anh à. Ok. Mình vào đây cày điểm rồi đấy. Cần cái que này. Cần nhẹ sướng lắm. Trong này cày điểm cực kỳ cao luôn các bạn ạ. Lâu nào mấy thằng trẻ trâu chậu che nó hay vào đây. Thì ra là vậy. Mấy thằng trẻ trâu nó hay vào đây vì có nhiều nhện để anh ăn. Ui thằng top 2 kìa, nhiều điểm thế. Anh cũng chơi nhiều điểm luôn. Sợ quá gì, vừa vào gần nặng vua rồi. Thằng top 1 kinh dữ thế nhỉ. Đây 95% được các bạn ơi. Hay quá, 95% rồi. Đầu tiên thằng top 1 anh sẽ đuổi kịp mày cho mà xem. Tưởng anh củi ba ba không dễ đâu. Chắc thằng ấy cũng là cua dừa con ạ. Chắc là nó cua dừa đấy các bạn ạ. Mày nhờ này nhờn với anh. Trời, cấm vào động nhện của anh để động nhện là động bàn tơ để anh quẩy. Đấy, quẩy nhiều ở đây rồi, quen chỗ này khá thương đau rồi. Anh cũng quen chỗ này bằng anh nhá. Đây siêu múa thần thò các bạn ơi, múa của thần thò. Yes, đang đây tìm lấy quả dừa ăn này. Rồi giờ chắc là đi giết kinh cũng được rồi đấy. Rồi đợi mày ăn rồi máu nè. Thôi cũng chưa đủ sức mạnh để giết kinh luôn. Này cua rửa cầm khiên ngon gì nhỉ. Sao tự nhiên nó lại hồi máu. Hình như ăn vỏ sò bạn ngoài được. Dám chơi ăn giam với anh. Ok, anh sẽ lấy chai vã chết luôn. Đâu con cua rửa đâu. Mày lòi mặt ra đây, sợ quá rồi chứ gì. Đây mày nhờ này. Đánh anh à. Ồ cua dừa các bạn ơi. Ồ cua dừa. Nhiệm vụ giết cua dừa sao không hồi lại nhỉ.
mình đang muốn nhiệm vụ giết cua dừa đây. Chỗ này đang đông cua dừa. Rồi, lấy gậy chọc ít cua dừa nè. Mình vừa thấy có một con cua dừa chạy trong hang. Rồi, mình sẽ chạy vào trong hang luôn. Đâu rồi? Con cua dừa mày đi đâu rồi? À, đây, đây, đây. Không, không phải con cua dừa, mình gậy cũng được, anh quên hết. Chạy đi đâu? Ui, trời ơi, chỗ này nhiều thế nhỉ? Con gậy cũng chạy ở đây này. Rồi, uầy. À, đây, đây, lên cấp 2 rồi. Tập tiếp. À, đây, đây, đây. Mày này, nhện ở trong này cày hay quá mà ơi. Cày nhiều điểm quá. Thằng là top 2 kìa các bạn. Đó, thằng top 2. Thằng top 2. Ok. Mình nghi vấn thằng top 2 nhiều lắm nhá. Tại vì khi mình lên top 1 hay cướp trước mình lắm. Lần trước cũng vậy. Không biết là lần này có vậy không các bạn ơi. Ô, chìa khóa xuất hiện rồi kìa. Thôi kệ. Chìa khóa nó kinh lắm. Thằng nào cũng đến lấy. Trừ boss nó không nên lấy. Lại múa. Ok. Mình sẽ cố gắng móc 100% sai trước. Đấy. Rồi tính đi giết vua cua sau. Thằng vua đá. Cua bụng này. Đâu mấy chú vô đây. Anh cân hết. Một mình anh trước hết. Này gì. Ôi mình lại tụt top rồi. Hay quá. Mày. Nhận này. Cố lên đừng để tụt top. Ôi thằng kia nó chơi kinh thế. Tự nhiên nó vọt điểm lên vậy. Chắc lại phải vào đây càn quét cái nào. Càn quét. Này thì giờ nè. Mày cua bé này. Rồi vua hải tặc sắp đến rồi đây. Sắp đến với các người đây. Rồi anh mới lấy đỏ. Xúc xích vàng các bạn ơi. Rồi xong mấy chú rồi. Ui mình đánh một phát tật ra đây luôn. Ai rồi. Ok thằng đang đứng này này. Ok anh sẽ cho mấy chú. Ui mình còn hai phát nữa thôi kìa. Ai giờ thằng kia mới đến. Bựa nhà nó. Đang cầm chìa khóa. Thằng nào cũng lại ơi. Ra đây này. Không tranh chấp với nó. Nó tranh chấp với mình. Chết luôn đấy. Ui cái chơi kinh thế nhỉ. 700.000 điểm rồi kìa. Wow chắc mình phải giết nó. Mức độ tối đa các bạn ơi. Giết vua cua rồi. À đây đây có hai cái bánh đôn squid đấy. 1.000 điểm ngay. Sao cái đang chỗ này xác chết rùa. Rồi à đây đây đây. Chỗ rùa được nhiều điểm lắm các bạn ạ. Chỗ rùa cái thằng chậu chạ đây đây đây. Ngon quá rồi. Hít tính sau. Tính vào đây sau rồi. Hít ngon quá. Thì rùa ngon quá. Đây không phải rùa bình thường. Đây là rùa siêu to khổng lồ. Mình cũng siêu to khổng lồ mà mình vẫn không ăn con rùa của bác. Giết luôn. Chết. Nó làm đầy máu. Thảo nào. Dạo này mình hay đập được đồ xịn xò lắm các bạn ạ. Ơi thế mới hay chất. Rồi chú cút ra. À đây đây kệ cho chúng nó tự uýnh con rùa. Chúng nó chết định thì ra hít kẻ. Hít ra hít. Rồi hít giết luôn. Nhờn với anh à. Mày thấy anh đang cầm khiên. Chạy đang cầm khiên nhưng mà nó vẫn khỏe các bạn ạ. Này thì rồi đi giết tiếp con rùa kia thôi. Con rùa kia mày chạy. Đây này chết này. Rồi mình giết quá nhiều rùa. Trên này cũng có một con nữa này. Hay lắm. Ui đập phát mình gục luôn này. Này chỗ này nhiều rùa quá đi. Thích quá. Chạy. Rồi ui chết rồi. Hết máu hay quá. Hồi lại rồi. Anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Quay tay này. Nhơn với anh là rùa đây. Này thì rùa. Rùa với anh à. Rùa. Ui nó sợ nó té rồi kìa. Con này láo tét. Mình gặp luôn rồi. Hay quá. Đây chúng mình cút ra. Mình cần nhiều điểm hơn nữa. Ok. Này mình đang làm vua. Không muốn chết đâu. Mình cần nhiều điểm hơn nữa. Rồi. Mày nhận này. Thằng đứng top 2 đang đuổi kịp mình đấy các bạn ạ. Rồi. Cần giết liên tục những con dù cho là những con nhỏ nhất. Đấy, mình phải giết liên tục để cho đỡ bị cướp trước các bạn ạ.
không thể nào bị cướp trước được. Ngoài nhân, wow wow chạy đi đi, mình lại là vua thiên sợi, nó định cướp trước của mình. Wow, quay tay đây mày nhân, rồi tiếp tục. Wow, này này thì wow, mình lại tiếp tục là vua. Hai thằng tranh chấp ghê vãi các bạn ạ, hai thằng tranh chấp mỗi thằng một hướng. Wow, thằng kia nó lại trở lại của nó rồi. Wow, chạy ăn đồ chết rồi hết nó. 10 tiếp luôn, mình đang sung mà. Rồi, đáng làm vua thì ok, mình phải cố gắng càn quét hơn nữa. Càn quét hơn nữa. Này, này thì nhân đây. Rồi, thằng vua bao nhiêu nghìn điểm rồi? Thật, mình phải để ý cả điểm của thằng vua nữa. Thằng vua, uầy uầy, nó 9.000 điểm rồi kìa. Wow. Rồi, thua rồi. Không sao, cũng đã có một lượt rồi. Mission, anh này anh đợi vương niệm 2 lần rồi nhá. Anh cũng đã làm vua hải tặc rồi. Thôi, làm vua hải tặc là được đấy. Chú chất chơi đấy, vua hải tặc đấy. Chú muốn nhờn mấy anh. Thôi, tạm biệt thượng hoàng.